một đội bóng có thể nói là có truyền thống và đội tuyển Phần Lan, một đội bóng tân binh, thì anh có chờ đợi một bất ngờ nào đó trong cái trận đấu ngày hôm nay, trận đấu đầu tiên của bảng B hay không? Vâng, theo tôi thì rất là khó khăn, bởi ngoài truyền thống ra thì Đan Mạch sở hữu một lực lượng vượt trội so với đội tuyển Phần Lan. Ở cả ba tuyến của Đan Mạch thì đều có những cầu thủ đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu như là Kasper Schmeichel, Eriksen hay là Braithwaite. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn áp đảo của đội tuyển Đan Mạch trước đội tuyển Phần Lan. Vâng, anh Tiến Dũng thì nghĩ sao? Anh có nghĩ rằng là đây sẽ là một trận đấu áp đảo giống như quan điểm của huấn luyện viên Văn Hiến không ạ? Đan Mạch với một đội hình rất là dày đúng không ạ? Và thi đấu tại nhiều giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ áp đảo. Trên lý thuyết là như thế, nhìn vào đội hình của hai đội thì đúng là Đan Mạch đang hoàn toàn áp đảo với những cái tên rất là nổi tiếng và đội hình của họ là đều từ dưới lên trên rất đều đúng không ạ? Tất cả các vị trí, trong khi Đan Mạch Phần Lan chúng ta gần như là chỉ biết một hai tên tuổi thôi, như là Tem Kukki hay là thủ môn Hrariki, là những người cũng thi đấu cho những cái đội bóng tương đối là biết tên biết tuổi ở các giải đấu lớn. Nhưng tôi vẫn chờ đợi vào một cái sự bất ngờ, và thực tế thì chúng ta chưa biết nhiều về Phần Lan, chúng ta chưa xem nhiều họ thi đấu nhiều ngoài những cái clip về trận đấu, những cái highlight, những cái bàn thắng. Và tôi vẫn coi đây là một cái ẩn số. Ở Euro 2016 thì chúng ta có cái ẩn số mang tên là Iceland, một Viking không xuất hiện ở Euro này nữa và lại xuất hiện một Viking khác là Phần Lan. Thì tôi cũng chờ đợi một cái màu sắc mới, một cái sự bất ngờ giống như là Iceland đã tạo được ở năm 2016. Và với những cái thông tin ở trước trận đấu này thì như chúng tôi cũng đã bàn luận trong cái phần chia sẻ